Hello everyone. Welcome to our online lesson today. Xin chào các em học sinh lớp 5. Rất vui được gặp lại các em ở bài học của tuần thứ tư. Và bài học tuần này chúng ta sẽ học về những vật dụng cần thiết khi chúng ta đi nghỉ mát các em nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bài học nhé. Và uh... Trước khi vào bài học, cô Listen và các em sẽ cùng nghe một bài hát khởi động quen thuộc. I have two pictures here. Và ở đây cô có hai hình. Và hình một là gì vậy các em? What's this? Và nhìn vào hình thì chúng ta cũng có thể thấy uh, đó chính là hình ảnh của một kỳ nghỉ hè ở bãi biển. How about picture 2? Và hình thứ hai. Hình thứ, hình thứ hai là uh, chúng ta có thể thấy là gồm có vali nè, uh, phao nè, uh, mắt kính nè uh, và đó là những vật dụng uh, để chúng ta đem theo trong kỳ nghỉ đó và uh, bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những vật dụng cần thiết trong kỳ nghỉ các em nhé và trước tiên uh, chúng ta sẽ nghe Và chỉ vào những món đồ đó. suitcase sunscreen towel soap shampoo toothbrush toothpaste. và tiếp theo các em sẽ nghe và lặp lại nhé. Suitcase và các em cùng lặp lại một lần nữa nè. Suitcase đó chính là uh, chiếc vali và khi chúng ta phát âm từ này các em nhớ là phải phát âm chữ s ở tận cùng các em nha. Chúng ta cùng lặp lại một lần nữa nhé. Suitcase và chúng ta cùng qua từ tiếp theo Sunscreen 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 đó chính là chai kem chống nắng. Và chúng ta lặp lại. Sunscreen. Sunscreen. Và chúng ta cùng qua từ tiếp theo. Towel. T Towel. T Towel. Đó chính là chiếc khăn tắm các em nha. Và chúng ta lặp lại. Towel. Towel. Soap. 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 Và các em lưu ý khi chúng ta phát âm từ này, chúng ta không quên âm p ở tận cùng các em nhé. Và soap có nghĩa là xà uh, bông tắm và chúng ta lặp lại soap soap shampoo Shampoo đó chính là dầu gội đầu đó các em và chúng ta cùng lặp lại nhé. Shampoo. Shampoo. Toothbrush. 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 Và khi phát âm từ này, các em nhớ là chúng ta cũng phải phát âm âm s và âm sh ở tận cùng các em nha. Và chúng ta lặp lại. Toothbrush. Toothbrush. Và đây chính là cây bàn chải đánh răng cũng là một trong những vật dụng rất cần thiết khi chúng ta đi nghỉ mát nhé. Toothpaste và chúng ta lặp lại toothpicks toothpicks và toothpaste đó chính là kem đánh răng khi uh, chúng ta có bàn chải đánh răng thì không thể nào thiếu kem đánh răng được đúng không nè và chúng ta lặp lại nhé toothpicks toothpicks và hoạt động tiếp theo là cô và các em sẽ cùng nghe và tìm hiểu về nội dung của bài đọc nhé và trước khi nghe thì cô có một số những câu hỏi dành cho các em như sau number one what does Amy have in her backpack number two why is Leo's suitcase big number three what does Mac have in his suitcase. Và uh, các em nghe xong và chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi này Listening 13. Listen and read. I can't wait to start our vacation. Come on Amy. Put your suitcase in the car. I'm not going to take a suitcase. I have all my things in my backpack. Oh, Amy. Leo, your suitcase is very big. What do you have in it? My skateboard. I'm going to skateboard every day. Oh, Leo. I Can you help me with my suitcase, please? Oh, it's very heavy. I know. Be careful. Oh, whoa. Look at all these books. I'm going to read them on our vacation. Oh, Max, you don't have any clothes in your suitcase. What are you going to wear? và sau đây uh, chúng ta cùng xem lại uh, nội dung đoạn đối thoại lúc nãy nhé và uh, các em sẽ trả lời những câu hỏi lúc nãy của cô đưa ra và hoạt động này sẽ nhằm giúp cho các em phát triển kỹ năng đọc hiểu uh, các em đọc và cố gắng xác định xem từ quan trọng trong câu đó là từ nào và làm được điều này sẽ giúp cho các em uh, trả lời đúng Ờ, các câu hỏi mà đề bài yêu cầu. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đọc câu số 1 nha. Number 1. What does Amy have in her backpack? Bạn Amy uh, có có cái gì ở trong cái ba lô của mình? Và từ quan trọng trong câu này là từ nào vậy các em? Đó chính là what Amy have in her backpack. Amy có gì trong ba lô của mình thì nhìn vào uh, nhìn vào bài look at picture 1 và câu trả lời nằm ở trong hình số 1 các em nhé. Và câu trả lời đó chính là She has all her things in her backpack. Chúng ta cũng có dễ dàng thấy câu trả lời đúng không nè? Bạn có nói là I'm not going to take a suitcase. I have all my things in my backpack. Uh, con có tất cả mọi thứ ở trong ba lô của con và đó chính là đáp án của chúng ta. và chúng ta sẽ cùng qua câu hỏi thứ hai nhé. Number 2 Why is Leo's suitcase big? và uh, tại sao cái vali của Leo lại to như thế. Và từ quan trọng trong câu này là từ nào về các em? Đó chính là why. Và Leo suitcase big. À, tại sao cái vali của Leo lại to như thế? Thì uh, chúng ta look at picture 2. Chúng ta cùng nhìn vào bức tranh thứ hai Là có bạn Leo. Vậy câu trả lời cho câu hỏi thứ hai này đáp án là gì vậy các em? Đó chính là because he puts his skateboard in his suitcase. À là bởi vì Leo đã bỏ cái ván trượt vào trong cái vali của mình cho nên cái vali nó mới to như thế và uh, không khó để nhìn thấy câu trả lời. Trong bức tranh thứ hai đó chính là Leo trả lời là my skateboard. Khi Dad hỏi, Leo là your suitcase is very big. What do you have in it? Thì bạn trả lời là my skateboard. Có nghĩa là anh ấy bỏ cái ván trượt vào trong cái vali của mình các em nha. Và chúng ta sẽ cùng qua câu hỏi cuối cùng nhé. Number 3 What does Max have in his suitcase? Và còn Max thì Max đã có gì ở trong cái vali của mình vậy các em? Và uh, câu hỏi này nó sẽ nằm ở picture 4. Chúng ta nhìn vào bức hình số 3 và số 4 thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra câu trả lời. Đó các em! và đáp án sẽ là max has books in his suitcase à max đã đem theo tất cả các sách của anh ấy bỏ vào trong vali thì uh, nhìn vào hình thì chúng ta cũng có thể thấy câu trả lời đúng không nè sau đây các em sẽ cùng nghe và lặp lại theo những Uh, câu ngữ Pháp dưới đây nhé. Listening 14. Listen and repeat. I'm going to skateboard every day. Are you going to swim in the ocean? Yes, I am. No, I'm not. He's going to play basketball tomorrow. Is she going to visit her cousins tomorrow? Yes, she is. No, she isn't. We're going to have a great vacation. Are they going to swim in the ocean? Yes, they are. No, they aren't. Và ngữ pháp của bài này chúng ta sẽ học là về cấu trúc be going to cộng với động từ nguyên mẫu. Và uh, động từ và cấu trúc này để diễn tả về dự định hoặc việc mà chúng ta chuẩn bị làm hoặc là sắp làm nha các em và động từ đối với động từ to be thì chúng ta sẽ chia thành ba dạng đó là am, is và are và ba dạng này sẽ đi tương ứng với những chủ ngữ tương ứng với nó nhé và nhìn vào cái bảng ở dưới đây chúng ta có thể thấy đối với khẳng định thì chủ ngữ ai sẽ đi với am, he she it sẽ đi với is và you, we, they sẽ đi với are. Cô lấy ví dụ. I'm going to work. He's going to work. We are going to work. Và đối với câu phủ định, khi mà chúng ta thêm nốt vào, thì chúng ta sẽ thêm nốt trực tiếp ở đằng sau những động từ to be này các em nha. Cô lấy ví dụ. I'm not going to work. She isn't going to work. You aren't going to work. và đối với câu hỏi thì chúng ta sẽ đưa động từ to be lên đầu câu nhé cô lấy ví dụ am i going to work is she going to work are they going to work và để hiểu rõ hơn về cấu trúc ngữ pháp này cô và các em sẽ cùng làm bài tập sau đây nhé Read and circle và uh, nhiệm vụ của các em là chúng ta sẽ đọc những mẫu câu sau đây và chúng ta sẽ chọn động từ to be đúng tương ứng với chủ ngữ đi với nó nha. Câu đầu tiên number one we is or we are going to go on vacation next week và chúng ta có chủ ngữ là we vậy động từ to be chúng ta chọn sẽ là động từ is hay are về các em. Và đáp án chính là are. We are going to go on vacation next week. Và chúng ta sẽ cùng qua câu tiếp theo nha. Number 2. I'm I am hay là I are going to take my shampoo on vacation. Và lúc nãy chúng ta vừa học À, đối với chủ ngữ ai thì chúng ta sẽ đi với động từ to be nào vậy các em? Và đáp án đó chính là I'm. I am going to take my shampoo on vacation. Các em ghi nhớ nha. Và chúng ta sẽ cùng qua câu tiếp theo. Number 3. Mom and dad am or mom and dad are going to buy soap and toothpaste tomorrow. À, ba và mẹ Uh, đang dự định đi mua xà phòng và kem đánh răng vào ngày mai. Vậy uh, chủ ngữ chúng ta hãy cùng xác định xem chủ ngữ ở đây là chủ ngữ số ít hay số nhiều về các em. Và mom and dad có nghĩa là ba và mẹ là hai người và hai người trở lên là số nhiều. Và đối với chủ ngữ số nhiều thì lúc nãy cô có nói đối với chủ ngữ số nhiều chúng ta sẽ đi với Động từ to be đó là are, các em nhớ nha. Còn chữ động từ to be I'm, chúng ta chỉ đi với một chữ ngữ duy nhất đó là I. Và chúng ta sẽ cùng qua câu cuối cùng. Number four. Trung is or Trung are going to put sunscreen on when he goes to beach. Và chúng ta cùng xác định xem chủ ngữ là số ít hay số nhiều về các em chủ ngữ ở đây là tên riêng trung và chúng ta chỉ thấy có một tên thôi có nghĩa là một bạn vậy đây là chủ ngữ số ít vậy chủ ngữ số ít sẽ đi với tương ứng với động từ thư bi là động từ nào vậy các em đó chính là is trung is going to put sunscreen on when she goes to beach và chúng ta sẽ cùng qua một bài tập tiếp theo nữa nhé. Và đối với bài tập này thì các em sẽ lấy giấy và viết ra để làm cùng với cô nhé. Và bài tập này yêu cầu chúng ta điền động từ to be tương ứng với các chủ ngữ vào chỗ trống và chúng ta sẽ điền động từ to be am, is, are. Đây là những động từ viết tắt của ba chữ am, is, are đó các nha các em. Và cô lấy ví dụ. Number one người ta đã làm mẫu cho mình. She's going to make a cake. Và do chủ ngữ là she, cho nên động từ to be tương ứng với chữ she đó là is. Các em nhớ nha. Và tương tự, number two. Chủ ngữ là đây và động từ tương ứng đi với chữ đây là động từ to be nào vậy các em? Đó chính là are. They are going to watch a DVD. How about number three? Còn câu số 3, chủ ngữ là ai? I going to wash the car. Đối với chủ ngữ ai thì chúng ta chỉ đi với duy nhất một động từ to be đó chính là I'm. I'm going to wash the car. Và câu cuối cùng, it going to rain. Và chủ ngữ của câu cuối cùng đó là it. Và it là chủ ngữ số ít hay số nhiều về các em đó chính là chủ ngữ số ít nhé. Và đối với chủ ngữ số ít thì chúng ta sẽ đi với động từ to be là is. It's going to rain. Và hoạt động cuối cùng là cô và các em sẽ cùng nghe một bài hát uh, để nói về uh, những dự định mà chúng ta muốn làm khi chúng ta đi du lịch nhé. Listening 15. Listen and sing. I'm going to pack my suitcase. I'm going to pack my suitcase. I'm going to the station. I'm going to have a great time. I'm going on vacation. I'm going to take some sunscreen and also some shampoo. I'm going to take my toothbrush and some toothpaste too. Some photos of everything I see. Các em thân mến, bài hát vừa rồi cũng là uh, kết thúc nội dung của buổi học ngày hôm nay. Uh, xin chào và hẹn gặp lại các em ở buổi học của tuần sau nha.